người ta thấy ham. Nhìn vợ mình lôi thôi lết hết như oxy. Anh, để ngồi đi. Mà anh làm về mệt không? Để em lấy nước ngâm chân cho anh nha. Thôi khỏi, cô thử đi làm với người ta đi, rồi biết mệt hay không. Coi như vậy cũng hỏi. Tôi đói bụng rồi, xuống bếp làm gì cho tôi ăn đi. Dạ. Anh, em về qua có chút việc. Đồ ăn em nấu sẵn rồi. Anh muốn ăn á, chỉ việc không lại thôi. Và bữa em lên liền á. Đi lẹ đi, nói nhiều quá. Em đi nha. Alo. Ê, mày kiếm cho tao em nào đẹp đẹp lên massage cho tao coi. Ừ, lên liền nha. Em làm nghề này lâu chưa? Sao nhát tay vậy? Dạ, em mới đi làm buổi đầu tiên anh. Tại vì á, nhà em thiếu nợ, cho nên á, em cố gắng đi làm để trả nợ. Em làm nghề này biết bao giờ mới trả được nợ. Em muốn có tiền thì đến giúp cho. Giúp bằng cách nào vậy anh? Giúp như vậy nè. Anh ơi, không được. Ngoan, chiều anh đi. Rồi em sẽ không làm cái nghề này nữa. Anh sẽ lo cho em hết. Chị đó. Anh lấy đời con gái của em rồi, bây giờ phải làm sao? Em cứ yên tâm, anh sẽ bao em hết. Thiệt hả anh? Anh nói thiệt, từ nay em cứ ở lại đây. Đây là người tình của tôi. Từ nay cô ta sẽ ở đây. Sao anh có thể nói vậy được? Có gì đâu mà không được. Tôi chán cô lắm rồi. Nếu mà tôi không cần người giúp việc làm việc nhà thì tôi đã để cô đi lâu. Anh, nếu cô biết điều thì ngoan ngoãn lên đây lo công việc nhà. Hàng tháng á, tôi sẽ gửi tiền chu cấp cho cô, gửi về trong bài giảng. Còn không, đừng trách tôi vô tình. Dạ. Đem nước uống coi. Làm gì mà lâu ghê á. Lần sau em uống nước á thì em tự đi lấy. Chị là vợ của anh Khang, vai vế cũng lớn hơn em, chứ không phải là người làm để cho em sai bảo như vậy. Vợ anh Khang? Chị nghĩ chị còn là vợ anh Khang hả? Anh Khang ảnh coi chị giống như là con người ở rẻ tiền thôi. Cô cũng chỉ là tình nhân của anh Khang thôi. Cô đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa. Cô dám nói tôi là tình nhân của anh Khang? Nếu như mà cô không biết điều, đừng trách tại sao tôi cho cô ra khỏi cái nhà này. Thì đúng là như vậy mà. Cô em có sợ không? Anh ơi, chị Hà chị ta em. Còn dám đánh người tình của tôi hả? Anh vì cô ta mà mắng em sao? Sao tôi không dám mắng cô? Tôi đánh cô còn được nữa kìa. Tôi cứ tưởng là anh chỉ si mê cô ta nhất thời, rồi sau một thời gian anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà không, anh là một thằng khốn nạn thật sự. Anh không cần đuổi, cho tự đi. Cô đi đi chứ không bắt tôi. Em có sợ?
còn quay lại đây làm gì? Tôi quên, trước khi đi á, tôi có một món quà gửi cho anh. Anh mở điện thoại ra xem đi, tôi mới gửi đó. Alo, em nghe là cục cưng. Em mới vừa câu được thằng ngu này, để em đào tiền của nó cho em cho anh nha. Mày dám gà bẫy tao? Bậy nha, tạm biệt hai người, chúc hạnh phúc. Em alo. Chúng tôi sẽ rút vốn khỏi tất cả dự án thuộc công ty của cậu. Và từ nay sẽ không có công ty nào thuộc tập đoàn của chúng tôi làm việc với cậu đâu. Anh ơi, có gì từ từ mình nói chuyện. Mình đang hợp tác vui vẻ mà anh. Có gì anh giơ cao đánh khẽ thôi. Em đâu có làm gì sai đâu. Alo. Alo. Trời ơi, đúng là lại da dởm. Làm mất thời gian của tôi quá mà. Tại sao lại như vậy?